Có một sự than phiền không hề nhẹ đối với hãng Jacob & Co. Xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Gia Bảo rất là muốn giới thiệu tới quý vị khán giả một nhân vật mà chúng tôi đã rất là khó công có thể mời đến. Đó chính là anh Nghĩa. Anh Nghĩa hiện tại đang là lãnh đạo của một công ty truyền thông lớn ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Nghĩa đang sở hữu một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt. Thì trong video này anh Nghĩa cũng sẽ chia sẻ tới Gia Bảo cũng như quý vị khán giả trong quá trình anh Nghĩa sử dụng chiếc đồng hồ đặc biệt đó. Và sau đây thì rất là hy vọng anh Nghĩa có thể chia sẻ tới Gia Bảo cũng như là quý vị khán giả về chiếc đồng hồ anh đang đeo được không ạ? Chào em. Anh có cái trò gì với hãng Jacob & Co. Được hiện chia sẻ về hình ảnh của cái DFX và phiên bản Việt Nam này cách đây khoảng gần 2 năm. Thì có thể nói ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà mình cảm thấy rất là thích và được tạo cái niềm cảm hứng rất là lớn. Mãi cho đến hơn một năm thì anh mới được tận tay đeo vào chiếc đồng hồ này. Có thể nói là đây là cái chiếc đồng hồ mà yêu thích, vì bởi lẽ là nó có một cái điểm đặc biệt, đó là có cái lá cờ Việt Nam ngay trên cái gốc bên trái vào khoảng 9 giờ đúng không ạ? Thì hãy có thể chia sẻ với anh rằng là cái ngôn ngữ thiết kế cũng như là cái vị trí này, cái lá cờ Việt Nam này có gì đặc biệt không? Đây là một câu hỏi này. Jacob & Co Việt Nam có đặt câu hỏi này tới em. Thì rất là nhiều thương hiệu đồng hồ có hình ảnh lá cờ Việt Nam, nhưng đa phần mọi người sẽ đặt lên trên mặt số. Thứ nhất thì cái việc mà cùng một cái chi tiết chúng ta thường xuyên nhìn lên trên mặt số thì có lẽ sẽ làm cho cái người đeo đôi khi là có phần nhàm chán nếu chúng ta ngày nào chúng ta cũng đeo, ngày nào chúng ta cũng đeo. Đó là lý do mà tại sao Jacob & Co và em muốn giấu nó đi ở một góc khéo léo. Tiếp đến đó chính là tại sao lại góc bên hông mà lại là góc 9 giờ. Đó chính là bên trái. Và như chúng ta đã biết thì bên trái đó chính là trái tim, và đúng không ạ? Chính là bên trái chứ không phải là số 3 hay góc 12 hay góc số 6 giờ. Ở bên số 9 giờ phía bên trái nó đều có câu chuyện và ý nghĩa của nó. Và cuối cùng tại sao lại là 9 giờ và không phải là 10 giờ hay là 8 giờ, đều là góc bên trái mà. Số 9 thì ở Việt Nam chúng ta đó là tượng trưng cho trường cửu và nó là những gì vĩnh hằng. Thì đó là những ý nghĩa mà em cũng như là thương hiệu mong muốn gửi tới chiếc đồng hồ này. Em hy vọng là sau khi em chia sẻ cái câu chuyện này, anh Nghĩa cũng sẽ có những cái những góc nhìn riêng về tại sao lá cờ lại đặt ở góc đó. Đúng không ạ? Tại vì thật ra anh cũng có nghiên cứu khá là kỹ về cái chiếc đồng hồ này. Được biết rằng cả thế giới thì chỉ có 50 chiếc đúng không em? Dạ vâng, đúng rồi. Thì có thể nói là mình rất là may mắn là một trong 50 người được sở hữu cái chiếc đồng hồ này. Đặc biệt là cái khi mà đeo thì cảm giác rất là nhẹ nhưng mà rất là chắc chắn. Thì anh tính hỏi Hiệp thêm một câu hỏi nữa rằng là cái chất liệu đó, chất liệu của cái mặt đồng hồ là chất liệu gì? Cũng như là dây đeo, cảm giác khi mà anh đeo á, cái cảm giác rất là thoải mái. Mình sẽ cảm giác mình không có bị nặng nề và cái dây đeo nó rất là thoải mái. Thì cái nguyên liệu như thế nào, chất liệu ra làm sao? Khi anh Nghĩa đeo chiếc đồng hồ này trong khoảng chắc một năm anh Nghĩa ha, thì anh thấy là lớp vỏ chiếc đồng hồ này khá nhẹ đúng không ạ? Đúng. Chiếc đồng hồ này thì được tạo ra, cái lớp vỏ chiếc đồng hồ được làm từ titanium. Thì titanium nó là một chất liệu mà thường xuyên được làm với trên những có thể nói là nguyên liệu dành cho hàng không. Khi Jacob & Co và em thống nhất về chiếc đồng hồ này thì em muốn là đây là một chiếc đồng hồ để đeo chứ không phải là một chiếc đồng hồ để cất đi. Jacob & Co thì những dòng sản phẩm của họ có rất là nhiều chiếc đồng hồ, có thể nói là những tác phẩm nghệ thuật hay là những cái cỗ máy cơ khí rất là phức tạp. Ví dụ như là Bugatti Chiron với 16 cái piston ở trong, hay là Godfather, hay là những chiếc Astronomia. Đấy đều là những chiếc đồng hồ có thể nói là rất là ấn tượng nhưng không phải là để đeo hàng ngày. Thì những đúng. Chiếc Jacob & Co Epic X như này anh có thể đeo hàng ngày một cách rất là dễ chịu, có đúng không ạ? Đúng. Thứ nhất là nhẹ, thứ hai nữa là dây cao su rất là dễ đeo, thoáng mát. Đó là lý do tại sao mà em rất muốn giới thiệu chiếc đồng hồ này để anh Nghĩa có thể đeo được hàng ngày, thậm chí là những lúc gặp đối tác nó vẫn đảm bảo được cái tính
cao cấp, đúng không ạ? Và vẫn có thể đeo được hàng ngày, những cái công việc hàng ngày, hay là những lúc mà chúng ta có những cái sự kiện casual, ví dụ như anh đang mặc ngày hôm nay. Thì em cũng muốn hỏi anh Nghĩa thêm một câu nữa, đó chính là trong cái quá trình mà anh đeo hay là anh gặp bạn bè, đối tác thì anh có cái câu chuyện nào mà anh rất ấn tượng để chiếc đồng hồ này, không ạ? Anh có thể chia sẻ với em cũng như là khán giả ở đây, khán giả xem video đúng không anh? Đầu tiên là cái anh có những kỷ niệm rất là đặc biệt. Vì lý do tính chất công việc thì anh cũng thường xuyên đi đánh golf, giao tiếp, đặc biệt là tham gia những cái buổi business party. Thì ấn tượng đầu tiên của các đối tác với anh đó là trên tay anh đều một chiếc đồng hồ của Lắc Cập Việt Nam. Họ hỏi rằng là đây có phải là phiên bản Jacob & Co của Ronaldo hay không? Thì anh rất là tự hào khi chia sẻ với họ đây là phiên bản Jacob & Co dành riêng cho thị trường Việt Nam và chỉ có 50 chiếc ở trên toàn thế giới. Và đặc biệt hơn nữa, có lá cờ Việt Nam. Theo như anh được biết rằng là cái màu sắc á, trên cái có hai màu chính là màu đỏ và màu vàng. Anh chia sẻ với họ rằng tỷ lệ màu sắc trên toàn bộ cái đồng hồ này tương ứng với tỷ lệ màu sắc của lá cờ Việt Nam. Có thể nói đây là một cái điều mà anh rất là tự hào khi chia sẻ. Và điều này mang lại một cái sự thú vị rất là lớn với các đối tác mà và cũng như là bạn bè anh từng gặp. Và có một kỷ niệm thứ hai mà anh nghĩ rằng là cực kỳ thú vị. Cách đây một tháng anh có tặng chiếc đồng hồ này cho một đối tác là tổng giám đốc một tập đoàn của Nhật. Anh này đã sống ở Việt Nam khoảng 15 năm. Việt Nam coi như là một quê hương thứ hai của ảnh. Ngay khi ảnh nhận được chiếc đồng hồ này, ảnh có thể nói là cực kỳ nhiều cảm xúc. Vì đối với ảnh, anh cũng sẽ khoảng một thời gian nữa anh sẽ về nước. Anh muốn có một cái kỷ niệm nào đó với đất nước Việt Nam. Và có thể nói đây là một món quà đặc biệt. Anh chia sẻ rằng là anh sẽ giữ mãi từ đây trở về sau. Và khoảng 5 năm, 10 năm, thậm chí về già, anh sẽ thường xuyên nhìn lại cái đồng hồ này để nhớ lại những kỷ niệm ở đất nước Việt Nam. Wow. Và đây có thể nói là mình nghe tới đây mình có thể hiểu rằng đối với một cái đồng hồ nó không phải giá trị từ cái giá của một chiếc đồng hồ. Và đối với anh khi nhận được cái lời nói của anh bạn của mình, anh có thể nói rằng là đây là một đồng hồ là vô giá. Tại vì những kỷ niệm, những tình cảm đó không thể so sánh được bằng một cái giá trị bình thường. Thì đây là một cái kỷ niệm mà anh thấy rằng là rất là đáng quý. Câu chuyện của anh chia sẻ phải nói là em nghe em thấy cũng rung mình, rất là gây ấn tượng rất là mạnh đối với em. Anh Nghĩa có thể cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa, đó chính là trong cái quá trình anh đeo thì anh thấy anh đeo chiếc đồng hồ này anh cảm thấy thế nào? Nó có bị khó chịu ở đâu không, hay là nó có bất kỳ cái điều gì mà khiến anh muốn góp ý hoặc là thay đổi nó không? Có một sự than phiền không hề nhẹ đối với hãng Jacob & Co. Là Jacob & Co cũng như là chiếc đồng hồ này mang lại cho anh một cái thói quen mỗi ngày, mỗi buổi sáng làm ly cà phê và mình có cảm giác mình lên dây cót. Đây là một cái thói quen mà anh chưa bao giờ có trước kia. Mỗi buổi sáng hiện tại là anh luôn có một cái thói quen lên dây cót để làm sao để mình khởi động một ngày mới. Lên dây cót để mình tạo ra một cái nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng tích cực cho mỗi ngày làm việc. Thì đây có thể nói là một cái gì đó mà nó thú vị. Cái anh thích nhất là nó rất là nhẹ. Anh đeo cái đồng hồ này rất là nhẹ, nó cảm giác cho mình cực kỳ thoải mái. Mà mình cảm giác là nó trong tất cả những cái dịp mà mình từ câu chuyện là party hay là even cả cái việc mà đi thể thao thì nó cũng đều cho anh cảm giác rất là thoải mái. Cái câu chuyện mà anh chia sẻ, câu chuyện đấy rất là tuyệt vời. Em cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều vì câu chuyện của anh cũng như là những trải nghiệm của anh. Rất là cảm ơn anh Nghĩa ngày hôm nay cũng đã dành thời gian cho Gia Bảo cũng như là chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị về chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay. Rất là cảm ơn anh Nghĩa và chúc anh Nghĩa
sẽ có những kỷ niệm mới thú vị bên chiếc đồng hồ này. Xin chào anh Nghĩa và cảm ơn quý vị khán giả, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở trong những video tiếp theo.